Hàng mới về, hàng mới về thứ bảy ngày 2 tháng 12 nha anh chị nha. Hôm nay nhà cô Nhi về cá dứa sấy dẻo, hai thùng cá dứa sấy dẻo luôn nha anh chị. Cá lóc sấy dẻo, khô mực cẩm cay, cá sạc sấy dẻo và cá lùn sấy dẻo ha. Đây chị coi ha, cá dứa sấy dẻo nè, hầu như video nào cũng có luôn. Sản phẩm này là bán chạy nhất nhà cô Nhi luôn anh chị nha. Đây hôm nay em về các loại một túi một con và một túi hai con. Một túi một con như vậy thì một con nó khoảng chỉ nằm từ 550 cho đến 700g nha chị nha. Còn một túi hai con như vậy là 1kg, một con khoảng chừng 500g. Một túi hai con 1kg. Đây coi cái con cá dứa nè. Đây chị quay cận nhìn em ha. Cái con cá dứa này, cái bụng của nó rất là trắng trẻo ha. Còn cái phần thịt của nó nè, thịt của rất là cá rất là trong và rất là tươi. Chỉ có con cá khô mà nó làm từ cá tươi ấy, thì cái thịt của nó mới tươi và trong được như vậy nha anh chị nha. Đây coi hả, cá rất là đẹp, rất là trong và rất là tươi luôn. Đây đây là cá lóc sấy dẻo. Cái cá lóc này nè thì em ướp vị vừa ăn rồi và không có ướp đường nên anh chị yên tâm là không có bị ngọt đâu nha. Và có ướp thêm một chút tiêu đen, một chút ớt tươi và đường tươi để khử tanh và cho cá nó thơm. Nên là cái cá này nè, khui ra mình chiên là cái nhà thơm nức luôn nha anh chị nha. Rồi đây là khô mực cẩm cay. Cái khô mực này nè thì chế biến sẵn hết rồi, mình không cần phải nướng hay là chế biến gì nữa trơn á, chỉ cần khui ra thôi. Cái này thì ngồi coi phim nhâm nhi hoặc là ngồi làm ngồi uống bia ngồi nhâm nhi cũng rất là ngon nha anh chị nha. Cái khô mực này bị vừa ăn và có thẩm một chút ớt nên hơi cay nhẹ. Rồi đây là cá sạc sấy dẻo. Cá sạc này thì cũng khá là quen thuộc rồi ha. Cá sạc em ướp vị vừa ăn cơm, ăn không thì hơi mặn, ăn cơm thì vừa miệng nha anh chị. Đây sạc này là loại sạc 1kg 12 con, gói như vậy là 500g, 6 con anh chị ha. Đây. Còn đây là cá lùn sấy dẻo. Cái cá lùn này nè thì vị nó vừa ăn, ăn không được luôn. Đây anh chị zoom camera nữa ha, coi cái thịt của cá lùn cũng rất là tươi và trong luôn. Chỉ có con cá đùn mà con cá khô mà làm từ cá tươi rồi thì thịt của nó mới trong được như vậy nha anh chị nha. Đây trong rất là đẹp luôn. Đây hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 12, em quay video cập nhật hàng mới để anh chị yên tâm á, là khi mình mua khô cá ở Khô Nhi thì luôn luôn có khô cá mới anh chị nha. Khô Nhi sẽ lên hàng đều đặn thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Anh chị có thắc mắc hay cần tư vấn về khô cá để ăn ở đây hay gửi đi nước ngoài hay để làm quà biếu thì cứ inbox Zalo hoặc là alo hotline.